Bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Tiếp tục chủ đề về sửa các cái đèn led, thì hôm nay mình có một cái đèn led nó bị cái hiện tượng như này, cắm điện vào mà nó không sáng, nó cứ thế này đó. Để mình tắt điện để cho các bạn nhìn nó rõ hơn nhé. Đấy, nó bị nháy nháy như này các bạn. Ở trong cái video trước của mình có giới thiệu cách để xử lý cái đèn led nó bị nháy này. Đấy là nguyên nhân là nó do cái cục đổi nguồn, do con tụ của cục đổi nguồn. Thế nhưng ở cái trường hợp này thì không phải do cái cục đổi nguồn này nữa. Mình đã thay nhiều cục đổi nguồn rồi, nhưng mà nó vẫn bị cái hiện tượng như này. Nay lại được thêm một cái ca khác. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý cái hiện tượng đèn led nó bị sáng, nó yếu này, cứ nháy nháy này. Để sửa được cái hiện tượng này thì mình phải mổ cái đèn này ra, bắt buộc phải mổ cái đèn này ra để xem cái mạch led ở bên trong nó bị làm sao, chứ không phải do cái cục đổi nguồn này. Nó mình đã thay hết các cục đổi nguồn rồi, thử các loại rồi. Bây giờ mình sẽ mổ nó ra các bạn nhé. Ở mặt sau của nó có một cái nhôm để tản nhiệt này. Đèn led này nó rất là nóng, nó cần phải có cần một cái nhôm để nó tản nhiệt. Mình sẽ tháo nó ra nha các bạn nhé. Tùy từng loại đèn các bạn có thể tham khảo cách tháo khác nhau nhé. Nhưng cái đèn này thì hình như là nó xoáy ra hay sao, nó có gen nó xoáy giữa cái chóa này với cả cái đuôi đằng sau này. Mình dùng cái kim này đi. Đây là cái mạch bên trong của cái đèn led downlight này các bạn này. Nó có 3 cái chip led này. Mỗi cái chip led này là 1W. Cái đèn downlight này có công suất là 3W. Đây là một cái chóa nó để nó khuếch đại cái ánh sáng lên. Còn đây là cái vỏ của nó bằng nhôm, nó làm bằng nhôm ạ. Đây có thể điều chỉnh được cái góc chiếu sáng. Đây là đèn downlight để là âm ở trên trần này các bạn. Trong cái mạch trong này mình không thấy có cái con trở nào cả. Hoàn toàn là ba cái chip led này nó đấu nối tiếp với nhau. Không con trở. Không có con điện trở nào. Để xác định xem là cái chip led này nó còn sống hay không ấy, thì các bạn dùng một cái nguồn 3V để đo từng cái con chip led này này, xem nó còn sống không, xem có phải do chip led không. Ở đây không có cái điện trở nào thì chắc chắn là do chip led rồi, nhưng mà mình cứ đo cho nó chắc nhé. Mình sử dụng cái nguồn đa năng này và để ở cái nấc 3V và đo các cái chip led này, đo từng chip led một. Các bạn chú ý là chiều phải đúng cực nhé. Mình đo cái này trước này. Hôm nay vẫn sáng. Các bạn để một lúc.
Này là do tiếp xúc nó không tốt nên nó cứ nháy nháy thôi. Đấy, bóng này vẫn hoạt động tốt. Đó bóng còn lại này. Như vậy là có cái bóng này là có vấn đề này. Các bạn thấy không? Ánh sáng nó mờ mờ. Nó liều tiểu. Thoảng nó nháy lên một tí. Để mình hàn cái dây vào cho nó, cho nó tiếp xúc tốt hơn nhé, cho nó rõ ràng hơn. Mình sẽ hàn nối dài hai cái dây này ra để tiếp xúc nó tốt hơn này. Các bạn thấy nó cứ nháy nháy không? Vậy là cái chip led này chết rồi. Nếu các bạn không có nguồn đa năng này, các bạn có thể sử dụng hai cái viên pin AA này. Hai viên pin AA, pin con thỏ ấy. Sau đó thì đấu nối tiếp lại với nhau để test các cái chip led này. Đúng chiều các bạn nhé. Các bạn có thể dùng pin này để đo được nếu mà không có nguồn đa năng. Rồi, như vậy là mình đã xác định được là cái chip led này nó bị hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua cái chip led khác để thay thế thôi. Cái chip led này ở ngoài thị trường có bán đấy. Đây là 1W, đâu đó 10.000 gì đấy. Mình có mua mấy con led này chỗ cửa hàng bán linh kiện. Mấy con led này 1W, ánh sáng trắng. Giá của nó chỉ có 6.000 một mắt, một cái chip led này thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ thay vào cái con chip led cũ hỏng này nhá. Gần keo khá là chắc các bạn ạ. Mình tháo được ra rồi các bạn ạ. Nó dán keo rất là chắc. Cái chip led này nó dán vào cái mên này. Rất là chắc. Rồi bây giờ mình sẽ thay con chip led mới này vào thôi. Các bạn chú ý chiều của cái cực của cái chip led nhé. Ở bên này nó có một cái gạch này là cực âm này. Mình sẽ hàn vào như này.
Đây, mình hàn con chip mới đây. Con chip led cũ đây. Bỏ đi thôi. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Các bạn đã thấy là nó sáng cả 3 led rồi. Không bị nháy nữa đâu. Mình dùng cái keo tản nhiệt này để bù thêm cho cái này cho nó tản nhiệt tốt hơn. Như vậy là mình đã sửa xong được cái đèn led này. Với cái triệu chứng là nó bị hỏng cái chip led này, mình đã thay cái chip led mới. Thực ra cũng không khó lắm, các bạn nào khéo tay thì sẽ làm được thôi. Với cái chip led mới thì rất rẻ ngoài thị trường. 1W này chỉ có đâu có 6.000 thôi. Khi mà đèn led nhà các bạn nó bị hỏng thì đừng vội vứt đi, chúng ta vẫn có thể khắc phục được. Video của mình dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn của mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn.